Khi lựa chọn một combo chơi những tựa game FPS thì thường các bạn sẽ lưu ý đến những cái yếu tố nào? Đối với mình sẽ có tổng cộng là 3 yếu tố: màn hình, gaming gear và một bộ PC. Đầu tiên chúng ta sẽ nói một chút về phần màn hình. Hầu hết những game thủ thì đều không quá đầu tư nhiều tiền cho cái màn hình. Vậy thì chúng ta sẽ có một giải pháp để có thể giải quyết được vấn đề đấy. Theo mình, 5 triệu cho một mẫu màn hình sẽ là phù hợp để sử dụng thuần giải trí, hay cụ thể hơn là chúng ta có thể chơi những tựa game FPS. Và đối với những anh em nào mà chơi tựa game FPS thì kích thước và tần số quét sẽ là những cái yếu tố bắt buộc và phải sự đa dụng để có thể sử dụng. Ở trong khoảng giá hơn 5 triệu đồng thì ứng cử viên sáng giá nhất là Samsung Odyssey G3. Với mức chi phí bỏ ra khoảng chừng 5 triệu mốt thì các bạn sẽ có màn hình là 24 inch, độ phân giải là Full HD, tấm nền VA và đặc biệt tần số quét rất cao, lên đến là 165Hz. Đầu tiên thì mình sẽ nói về những cái yếu tố của những mẫu màn hình mang lại. 24 inch là một trong những cái kích thước rất tiêu chuẩn để chúng ta có thể chơi được game FPS. Nếu như anh em nào mà quan tâm thì những tuyển thủ chuyên nghiệp thì đều sử dụng màn hình là 24 inch hết. Tiếp theo mình sẽ nói đến cái độ phân giải của màn hình Full HD là phù hợp để chúng ta có thể cân bằng giữa FPS cũng như là về mặt cấu hình chúng ta lựa chọn. Tiếp theo là về phần tấm nền. Đây là một trong những yếu tố mà rất nhiều người để ý, đó chính là tấm nền VA. Thì đối với tấm nền VA có một chút điểm yếu, đó chính là khi mà chúng ta thay đổi góc nhìn thì cái độ chính xác của màu sắc cũng sẽ thay đổi theo. Thế nhưng đối với Samsung Odyssey G3, khi mà mình nhìn vào mình không check những thông tin chi tiết ấy, mình nhìn qua mình còn tưởng đây là mình IPS khi mà cho cái chất lượng hiển thị là rất tốt. Tất nhiên là khi mà nhìn ở góc nghiêng khoảng 178 độ, chắc chắn là hình ảnh sẽ có thay đổi, thế nhưng cũng sẽ không quá nhiều đâu. Các bạn khi mà chơi game nhìn trực diện thì đây là một trong những mẫu màn hình khá tốt. Còn đối với tần số quét cao là 165Hz thì để có thể hiển thị được 165Hz bắt buộc các bạn sẽ phải cắm cổng DisplayPort, bởi vì hầu hết những dây HDMI ở trên thị trường hiện nay khi bạn cắm vào sẽ chỉ nhận dừng lại ở 144Hz thôi, và muốn lên 165Hz thì sẽ phải sử dụng dây DisplayPort. Tính tiện lợi của sản phẩm thì sao? Cái tính tiện lợi của sản phẩm hầu hết sẽ đến từ ở chân đế, khi mà chúng ta có thể nâng lên hạ xuống, xoay trái xoay phải, hoặc thậm chí là có thể xoay dọc ra tùy theo nhu cầu sử dụng. Một cấu hình tốt nhất để cho nhu cầu gaming và dùng lâu dài thì chắc chắn sẽ là ưu tiên hàng đầu rồi, và một trong những ứng cử viên sáng giá để chúng ta có thể xây dựng được một cấu hình nằm ở CPU. CPU ở đây là CPU thế hệ thứ 12 của Intel với tên mã đầy đủ là CPU Intel Core i5-12400F. Đây là mẫu CPU có 6 nhân 12 luồng, dung nhịp tối đa có thể đạt được ở trên đơn nhân là 4.4 GHz và dĩ nhiên ở đa nhân thì sẽ khoảng chừng 4.0 GHz. Và đây là một mẫu CPU thế hệ mới, thế nên chúng ta lựa chọn những hệ thống tản nhiệt này, những hệ thống mềm là điều cực kỳ dễ dàng. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái hệ thống tản nhiệt đi. Mặc dù là Intel có cải tiến cái tản nhiệt stock rồi, từ tản nhiệt stock có toàn lõi nhôm thôi thì bây giờ chúng ta đã có tản nhiệt stock có lõi đồng. Thế nhưng theo như mình thấy sẽ mang tính chất bút tinh thần khá là cao, và khi chúng ta sử dụng cơ bản thì không sao, nhưng chúng ta PC mà quá bí thì cũng là một vấn đề đấy. Thế nên mình khuyến khích các bạn nên đầu tư những hệ thống tản nhiệt có thể là từ 2 ống đồng trở lên, hoặc là tốt nhất thì là 4 ống đồng thì đã có thể giải quyết được cái vấn đề gọi là nhiệt độ của CPU rồi. Cái điện năng tiêu thụ của CPU khi các bạn chơi game sẽ loanh quanh khoảng từ 30 cho đến 60W, cao lắm thì là 70W, còn khi các bạn sử dụng những cái ứng dụng khác này thì cùng lắm là rơi khoảng chừng hơn 90W. Thế nên các bạn đầu tư hệ thống tản nhiệt thì sẽ phù hợp nhất, và nhiệt độ của CPU sẽ loanh quanh khoảng trung bình từ 60 đến 70 độ C. Như trong bộ cây của mình đang có ở đây thì mình test được khi chơi game thì cái mức nhiệt độ như vậy là hoàn toàn ổn để chúng ta có thể sử dụng lâu dài. Vì CPU Intel Core i5-12400F không tiêu thụ quá nhiều điện năng, thế nên bất kỳ một mẫu mềm nào các bạn có thể sử dụng được. Thế nhưng theo mình, chúng ta đang nhắm đến sử dụng là lâu dài, và vì thế mình sẽ lựa chọn mẫu mềm B660 đến từ Gigabyte với tên mã là D3H. Thì cái mẫu mềm này chúng ta sẽ có tổng cộng là 4GB cắm RAM, mình sẽ cắm sẵn là 2 thành 8GB với tổng dung lượng là 16GB. 16GB RAM không phải là một dung lượng nhiều, thế nhưng vừa đủ cơ bản để chúng ta có thể vừa làm việc vừa chơi game, có khe PCI bọc thép và hai khe SSD để chúng ta có thể nâng cấp. Về phần SSD thì mình sẽ cắm luôn là một ổ 512GB, không nhiều nhưng thoải mái để chúng ta có thể cài game và cài app ứng dụng và lưu trữ dữ liệu. Về phần VGA, đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cái trải nghiệm sử dụng của các bạn khi mà cái FPS trong game có cao hay không. Phiên bản được mình lựa chọn ở đây cũng đến từ Gigabyte luôn, với tên mã là RTX 3060. Chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua cái vấn đề đó chính là tại sao một mẫu VGA có mức giá khoảng mười mấy triệu thôi mà có 12GB VRAM, mà chúng ta lại tập trung chính vào những cái trải nghiệm sử dụng khi mang lại. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy được là cái mẫu VGA này chỉ sử dụng duy nhất một cổng cấp nguồn 8 pin, và cái nhiệt độ của mẫu VGA mang lại thì có cao hay không thì mình xin trả lời là không. Khi mình test trực tiếp ở trong Fermax ấy, mình stress test bằng Fermax thì với hệ thống tản nhiệt có sẵn đây với 3 ống đồng thì cái nhiệt độ cao nhất mẫu VGA này có thể đạt được là rơi khoảng từ 63 đến 65 độ C và cái mức điện năng tiêu thụ là 170W. Cái mức tiêu thụ điện năng của CPU là rơi khoảng chừng 100, mình sẽ làm tròn như vậy, của VGA là 170. Thế nên lựa chọn mẫu nguồn thì mình nghĩ là khoảng CV550 đến từ Corsair sẽ là một sự lựa chọn tốt nhất. Thì với bộ nguồn công suất thực là 550W, mà khi các bạn cắm thêm bao nhiêu cái thiết bị ngoài
ngoại vi và cũng không phải lo là bị thiếu điện. Với những hệ thống quạt tản nhiệt thì mình thấy nhiều người không quan tâm lắm. Theo như mình, tối thiểu các bạn nên đầu tư một hệ thống quạt để hút hết những cái hơi nóng từ bên trong khi mà các thiết bị tỏa nhiệt ra bên ngoài thì giúp các bạn hoạt động được lâu dài hơn. Còn đối với những bạn nào mà có kinh phí đầu tư tốt hoặc là muốn cái góc hiên mình chúng ta có thể lấp lánh một chút thì có thể đầu tư tổng cộng là 6 quạt giống mình. Thì với 6 quạt đây thì 3 quạt đằng trước hút gió vào và 3 quạt đằng sau thì thổi gió ra, thì cái airflow vào trong cái bộ PC của các bạn thì gần như đây là tốt nhất để chúng ta có thể sử dụng để chơi game, làm việc học tập trong một thời gian dài. Kể cả các bạn có đặt ở một nơi nào đó hơi kín một chút này, các bạn đóng kính vào thì với gần này quạt thì cái hệ thống gió ở bên trong bộ PC sẽ hoàn toàn được đảm bảo. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải chấp nhận một điều là sẽ hơi bụi một chút, các bạn nên chú ý để có thể vệ sinh. Yếu tố quan trọng cuối cùng đến từ gaming gear thì mỗi người sẽ có một trải nghiệm khác nhau, sẽ có những người quan tâm đến bàn phím, có những người quan tâm đến chuột và có những người chỉ quan tâm đến tai nghe. Vậy thì mình sẽ mang đến một combo và có thể đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu đấy. Tất nhiên thì mức giá của sản phẩm sẽ hơi cao một chút, thế nhưng sẽ phù hợp với đại đa số người dùng. Và combo được mình sử dụng ở đây là một combo đến từ Logitech, sử dụng full combo G Pro luôn và có chủ đề League of Legends, hoặc chúng ta có thể gọi thuần Việt đi là một combo Liên Minh Huyền Thoại. Thì combo này sẽ bao gồm đó chính là pad chuột hơi dài một chút thì các bạn sẽ không thể thấy được đâu, nên chúng mình sẽ chuyển qua đến bàn phím để đảm bảo cho nhu cầu chơi game FPS dùng nhỏ gọn này. Có những người thì để những hướng bàn phím rất lạ, thế nên mình sẽ lựa chọn đó chính là phiên bản TKL, tức là không cụm phím 5 pad để gọn gàng nhất có thể khi mà chúng ta có thể chơi game. Còn về phần chuột ở đây, bàn phím thì ok, mình có thể sử dụng bàn phím có dây, thế nhưng chuột thì mình rất ưu tiên sử dụng chuột không dây, đó là bởi vì mình thích thế thôi. Những lúc mình sử dụng mình bẩy chuột mà có dây thì hay bị vào lung tung, thế nên mình hay ưu tiên sử dụng chuột không dây. Và các bạn sẽ nghĩ rằng chúng ta sử dụng chuột không dây thì liệu có độ trễ hay không, và khi cần thao tác nhanh như là FPS, chơi tựa game FPS hoặc là chơi tựa game MOBA, lao vào combat thì chuột không dây có độ trễ thì chúng ta phải giải quyết như thế nào. Thì các bạn yên tâm đi, đối với dòng sản phẩm Z Pro đây, những sản phẩm đến từ Logitech chuyên dành cho gaming, thậm chí nhá, các bạn có thể thấy những cái tựa game FPS, những cái tuyển thủ chuyên nghiệp đến từ Navi, cụ thể luôn Simple đi, cũng sử dụng chuột đến từ Logitech, thế nên các bạn sẽ không cần phải lo lắng rằng liệu sản phẩm có độ trễ quá lớn khi chúng ta chơi game hay không. Ok thì chắc chắn là vẫn sẽ có những cái độ trễ khi chúng ta chơi game rồi, bởi vì đây là chuột không dây mà. Thế nhưng cái mức độ gọi là có thể chấp nhận được hay không thì chắc chắn là có thể, và cái trải nghiệm hoàn toàn không thua kém khi so với sử dụng chuột có dây. Về yếu tố tai nghe thì chắc chắn chúng ta sẽ phải sử dụng tai nghe có dây rồi. Các bạn nhìn trông tưởng đây là tai nghe không dây, để do mình tháo bớt dây thôi. Tai nghe này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái tai của bạn có phù hợp hay không. Thế nên mình nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản Z Pro này, hoặc có thể sử dụng bất kỳ mẫu tai nghe ưu tai nào mà các bạn mong muốn. Game đầu tiên chúng ta chơi sẽ lấy luôn chủ đề của bộ gaming gear, đó chính là Liên Minh Huyền Thoại. Khi mà mình bật max setting ở trên độ phân giải Full HD thì mức FPS đạt được là rất cao, khoảng hơn 300 FPS. Mình nghĩ thì các bạn nên lock FPS lại để khi combat sẽ không bị xảy ra cái tình trạng đó chính là xé hình, bởi vì mặc dù là tần số quét màn hình rất cao là 165Hz, thế nhưng cái FPS mang lại ở trong game có thể gấp 2, gấp 3 lần khi so với tần số quét màn hình. Chúng ta nên lock lại để có thể đảm bảo cái trải nghiệm là phù hợp nhất. Chuyển qua tựa game CSGO thì rất tiếc là cái tựa game này không cho hiển thị những thông số trong game. Tuy nhiên thì cái mức FPS các bạn nhìn thấy thì vẫn có thể hiển thị được thông qua cái console của game. Thì khi bật max setting, tức là high setting, thì cái mức FPS sẽ rơi khoảng chừng từ 300 đến 400 FPS. Và kể cả khi mình hạ xuống low setting thì vẫn cứ là 300 đến 400 FPS. Thế nên thì là các bạn có thể để bất kỳ mức setting nào mà các bạn cảm thấy mong muốn phù hợp nhất. Valorant là một tựa game rất nhẹ, đồ họa luôn mức đẹp khi so với dung lượng, và mức FPS đạt được sẽ loanh quanh trung bình từ 300 đến 400 FPS. Tuy nhiên thì mức độ dao động của FPS là tương đối lớn, loanh quanh khoảng chừng là 100 FPS. Đến LL còn beta đến tận 12 năm thì với Valorant thi thoảng drop nhẹ FPS là chuyện bình thường. PUBG sau một khoảng thời gian miễn phí thì cũng đã hot hit trở lại rồi, với RTX 3060 là thừa sức vật được tựa game này ở max setting. Hầu hết mọi người khi chơi game này thì mình thấy đẹp để ở very low setting, kể cả cấu hình có cao đến mức nào thì với very low setting thì cỏ cây sẽ ít và chúng ta sẽ quan sát dễ dàng hơn, và nhà sản xuất lỗ xanh cũng đã tối ưu lại. Thế nên về mặt trải nghiệm, cái mức FPS mang lại là hơn 200 FPS và ổn định cả trong môi trường gọi là đông người lẫn ít người. Một tựa game với lối chơi gần tương tự với PUBG đó chính là Naraka Bless Point. Đây là một tựa game đến từ người hàng xóm thân thiện của chúng ta. Theo như mình thấy thì cái mức đồ họa của game các bạn có thể để về low setting, để cái cỏ cây ít để các bạn nhìn thấy vật thể xung quanh nó dễ hơn. Tuy nhiên thì đây là một tựa game được thú ý không tốt lắm, thế nên cái mức độ drop FPS nó loanh quanh, mình nghĩ là khoảng từ 200, nhiều khi lao vào combat bị hạ xuống khoảng chừng hơn 90 FPS thì mình thấy sẽ hơi khó chịu một chút, và các bạn có thể tối ưu lại để cho phù hợp. Với một cấu hình hiện tại và combo gaming gear xịn sò thì mẫu chơi game thì hơi tiếc, thế nên thì mình sẽ lựa chọn livestream và mình sẽ sử dụng OBS để livestream, và mình sẽ mượn luôn sức mạnh của CPU, bởi vì là GPU sẽ để
chơi những tựa game nặng. Về mặt trải nghiệm thì không có quá nhiều khác biệt khi chơi game. Với những tựa game mà tối ưu tốt thì là cái mức FPS chênh lệch là không quá nhiều. Tuy nhiên, đối với tựa game Naraka Blessed Boy thì đây là một tựa game bị không tốt, nên khi mà mình sử dụng để livestream thì mức FPS sẽ bị tụt mất khoảng từ 40 đến 60 FPS. Vậy thì tổng chi phí chúng ta phải bỏ ra bao nhiêu để có thể có một combo hoàn chỉnh để chơi những tựa game FPS? Đầu tiên thì là về phần bộ PC, thì bộ PC mình đang có ở đây sẽ có tổng chi phí đầu tư là hơn 29 triệu đồng. Các bạn hoàn toàn có thể search cái bộ PC này ở trên trang chủ của Alphard Computer với tên mã đầy đủ là PCAP Gaming World, hơn 29 triệu đồng thôi. Chúng ta có một bộ PC sở hữu CPU Intel Core i5-12400M và card họa là RTX 3060, màn hình Samsung Odyssey G3 165Hz 5 triệu đồng. Hai cái trang bị quan trọng nhất sẽ có tổng chi phí là 34 triệu đồng. Còn đối với gaming gear, nếu như các bạn muốn chọn mua combo giống hệt như mình thì các bạn sẽ cộng thêm 6 đến 7 triệu đồng nữa. Còn các bạn chỉ cần một bộ gọi là gaming gear cơ bản thì chúng ta sẽ cộng thêm khoảng 2 triệu. Vậy là tổng cộng chỉ với hơn 36 triệu đồng, chúng ta đã có một combo hoàn chỉnh để có thể chơi game. Tất nhiên là bàn ghế các bạn phải có sẵn hoặc có thể đến bên mình chọn mua một combo bàn ghế phù hợp nhất với nhu cầu. Đường link của sản phẩm sẽ để ngay dưới phần mô tả video để các bạn có thể click vào. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau.